Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, hiện nay nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung thu hoạch lúa mùa. Từ đây xuất hiện tình trạng người dân chiếm dụng lòng lề đường làm nơi phơi thóc lúa khá phổ biến, gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, vi phạm khoản 2 điều 35 Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nhắc nhở mà chưa áp dụng chế tài xử lý hành vi này. Hình ảnh như thế này đã trở nên quen thuộc với người tham gia giao thông trên các tuyến đường vào mỗi vụ thu hoạch lúa. Tại tuyến tỉnh lộ DT376 qua xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, người dân phơi thóc trên đoạn đường kéo dài hàng trăm mét, chiếm dụng gần hết một làn đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngày mùa phơi được hạt thóc thì cũng vất vả đi, không thì nó lại mọc mầm mất. Bên công an cũng thấy nhắc nhở nhưng mà thôi thì cũng chẳng biết làm thế nào. Trên quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, hàng chục hộ dân phơi thóc chiếm dụng hoàn toàn làn đường dành cho xe mô tô và xe thô sơ. Không những vậy, các hộ dân phơi thóc còn dùng nhiều vật dụng như tấm gỗ, gạch để phân chia ranh giới giữa các hộ gia đình và để tránh các phương tiện giao thông đi vào khu vực phơi thóc. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông do khu vực này có nhiều học sinh và công nhân lao động cùng mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường rất lớn. Dân bây giờ nó không có sân mới thì nhà được năm ra phơi cũng có 1-2 ngày thôi mà xã phương khó đã nhắc nhở. Đó chỉ là hai trên rất nhiều tuyến đường mà mục ống kính phóng viên ghi lại được tình trạng người dân phơi thóc vào mỗi vụ gặt, như quốc lộ 5 qua địa bàn thị xã Mỹ Hào, đường DT376 đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, đường DT387 qua huyện Ân Thi và nhiều tuyến đường khác do các huyện quản lý. Điều đáng nói là hành vi vi phạm rất rõ ràng, lặp đi lặp lại nhiều năm, nhưng chính quyền các địa phương sở tại và lực lượng chức năng chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở, không xử lý triệt để các vi phạm. Đối với địa phương Trung Hòa, trong cái quá trình ở đấy thì cũng có một số những cái khó khăn là liên quan đến cái việc là cũng là cái do thì người dân ồ ạt khi liên quan đến thu hoạch. Thì cái việc là chuẩn bị mưa bão thì nó cũng có sự là mọc mầm, nên do vậy là các một số hộ dân thì cũng có cái việc là cái địa chỉ địa điểm phơi thì nó mang cái tính chất là nó không có, do vậy thì cũng có cái việc phát sinh là cái việc là trải cái bạt ở mép tường đấy để phơi. Và Luật Giao thông đường bộ là quy định cái việc phơi thóc phơi lúa ra đường quốc lộ là vi phạm về quy định của Luật Giao thông đường bộ. Chúng tôi cũng liên tục tuần tra kiểm soát, sau đó là cũng tuyên truyền nhắc nhở bà con nông dân để cải thiện cũng như khắc phục được tình trạng bà con nông dân phơi thóc phơi lúa ra đường quốc lộ để ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện khác. Lực lượng cảnh sát giao thông đang dừng lại ở cái mức là tuyên truyền nhắc nhở, còn lại chưa có một hình thức xử phạt nào cụ thể với trường hợp của bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, việc người dân phơi thóc trên đường giao thông vào mỗi vụ thu hoạch lúa diễn ra công khai, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng ngoài tăng cường tuyên truyền nhắc nhở thì đã đến lúc cần áp dụng biện pháp mạnh là xử phạt nghiêm đối với những người cố tình vi phạm, tránh những sự việc tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tới đây, mục ống kính phóng viên tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.